nghĩ sao vậy, nó nguyên cái mặt mình bắn cái gì bắn mỗi lần cái hai cái mày cục viêm nè, mai mốt nó bị thâm cái mặt không xấu. Cố lên con, cố lên. Ây da, trời ơi. Nó một giây là xong rồi. Rồi đổ lên đây, đổ lên đây. Rồi cố lên, đừng nhúc nhích nha, mi nha. Ngủ quá trời luôn nè. Đó này. Ngủ con nhiều lắm á. Chia tay rồi cô ơi. Cái này con đẹp lại con. Nhờ đau quá hả? Dạ. Bị viêm đây nè. Cô nói nhẹ nhàng lắm, con cố gắng, tại da con nó bị viêm. Bên này với bên kia bên nào dễ chịu không? Yeah. Hả? Bên đây nó đỡ hơn xíu. Bên đây đỡ hơn đúng không? Đó. Bên kia đầu quá. Kia nó bị viêm nhiều hơn, nãy con nói con mà. Còn trên trán nữa. Sắp xong bên đây rồi nè. Trên chén nó có viêm không? Cũng có nhưng mà cũng đừng để viêm, không để viêm là nó hay mốt có mụn lo kêu mẹ chở đi lấy không à. Từ đi bắt ráp qua đây chứ hả à. Rồi bắt ráp xe hơi đi cho khỏe. Đúng rồi, xe máy đi chắc chết rồi. Làm sao lỏng một tí. Con mà quay video là con biết như thế nào rồi đó. Rồi.
Nhìn cục mụn nó cứng nè. Trời. Thấy không? Nhưng bên đây bị chảy nước thì sao? Cái chảy cái dịch mô á. Miên nha. Ráng một xíu nữa thôi. Ráng một xíu nữa. Để cô đổi chỗ khác. Cho em dứt cái cục này ra. Cái cục này cô chưa có đụng vô cái cục mụn phim của con á nha. Dạ. Mở lỏng một tí. Ráng chịu khó xíu. Cục nào nó cũng to hết á, không nhìn nè. Thấy không? Thấy cục mụn không? Thấy. Nếu vậy sao nó không phim được? Cái này để lâu quá à. Thì đấy. Mấy tuần trước mà. Con nghe lời cô, về bôi thuốc xong rồi hả? Lâu. Đừng để viêm như vậy. Dạ. Không mà mai mốt cái mặt con nó rỗ. À. Nãy rỗ giống bố bên cậu đó. Rỗ xấu lắm. Đầu trời ơi. À. Cục nào cũng bự hết á. Đáng tê. Còn cục chính giữa nè. Cái này không phải một cục nữa mà tới 4-5 cục lận con ạ. À. Nhà con mấy anh chị em? Nhà con đông lắm. Dạ. Yeah. Trời ơi. Xong rồi đây, xong rồi đây. Đó, xong cái cục cho nó rồi đó. Rồi đổi chỗ khác ha. Rồi viên khác ở đây. À, như... Chút xíu nữa thôi, một phút nữa là xong rồi. Chút xíu nữa thôi. À. À, trời ơi. Đâu vậy? À, à. Miếng nào miếng. À, à. À, à. Rồi còn cục này nữa, còn một cục này nữa. À. Trời. Nó đau quá trời. Xong rồi đây.
Rồi. Ok.